ở ngoài ô một căn nhà tranh có hoa thơm trái hiền, cận kề lối xóm có cô bạn thân sớm hôm lo sạch đèn. Hai đứa chưa ước hẹn lấy một câu, chưa nghĩ đến mai sau. Những đêm thức giấc ngơ ngàng, nghe lòng thương nhớ biết rằng mình yêu. Các bạn thân mến, đối với những dòng loa BMB thì đã quá quen thuộc với người Việt Nam chúng ta rồi. Và các bạn đang nhìn thấy trước mắt là một trong những cấu hình mà rất nhiều người yêu thích. Và tôi đã có bản test khá chi tiết trên kênh YouTube của tôi rồi. Có thể nói là hàng chục bản, thậm chí là hơn như thế nữa. Nhưng các bạn thấy là ngày hôm nay thì cũng có rất nhiều anh em yêu cầu tôi test lại những cấu hình như thế này để anh em có thể mua sắm. Và có một bác khách đã đặt cọc và yêu cầu tôi test cấu hình này trước khi gửi cho bác. Thì ở đây các bạn có thể tham khảo, đây là một trong những cấu hình có thể nói là những cấu hình karaoke quốc dân với mức giá rất là hợp lý, mà các bạn sẽ được sở hữu chất lượng âm thanh vàng. Lát nữa thì các bạn nghe sâu cái bản test của tôi về cái chất lượng âm thanh thì các bạn sẽ biết. Đây là cặp loa BMB900C Line New. Đây là những dòng loa mà các bạn đã biết rồi, bát 30 trở kháng 8 ohm, công suất cực đại là 1200W một quả, và nó có công tắc bật về chế độ đánh phòng hẹp, phòng rộng ở sau lưng. Những cặp như thế này các bạn thấy đấy, thường thường là khá là ít hàng đẹp, và cặp này tôi bán 11.500.000 đồng một cặp và hầu như không có hàng để bán. Hầu như thỉnh thoảng nhận được khoảng chục cặp về bán thì chỉ mấy hôm thôi là anh em lại lấy hết ngay. Đó là BMB900C Line New. Ở đây thì các bạn nhìn thấy đó là đẩy công suất, một trong những con đẩy ngon bổ rẻ, tôi gọi nó là đẩy quốc dân và rất nhiều người đồng ý. Đó là các bạn nhìn thấy con đẩy của hãng CAVS A1000. Đây là một con đẩy có giá chỉ 8 triệu đồng thôi, nhưng các bạn nhìn thấy nó là đẩy hai kênh và nó có một cái đồng hồ nó hiển thị cái hiệu điện thế trong quá trình hoạt động ấy. Và thứ nữa là sau lưng của nó tích hợp sẵn luôn hệ thống các ổ cắm, tức là một bộ quản lý nguồn, và các quản lý nguồn nó sẽ được hiển thị bằng những con đèn màu xanh này này. Khi những con đèn này màu xanh thì nó hoạt động thì có nghĩa là nó đang cấp nguồn cho cái hệ thống quản lý nguồn ở ngay phía sau lưng của nó, cho nên các bạn có thể cắm trực tiếp vang này, nâng tiếng này, hay là mic này vào sau lưng của đẩy luôn. Và các bạn nhìn thấy con đẩy này thì có giá chỉ 8 triệu đồng thôi, đập thùng. Đây là một con vang cơ rất nổi tiếng, vang cơ có thể nói là hay đầu bảng hiện nay. Đó là vang cơ CAVS K3000 của hãng CAVS, có 5 chế độ chống hú, chống rít và nó có eco gì vào tiếng rất là mượt. Con vang này có giá chỉ 2 triệu 500 ngàn đồng. Và trên cùng đó là bộ mic quốc dân. Các bạn biết rồi, mic này thì tôi bán rất là nhiều rồi, có thể nói là vài trăm bộ rồi. Đó là mic không dây CAVS T4S, một đầu thu hai tai mic sử dụng băng tần UHF cho tiếng rất là sắc nét, trong sáng. Lát nữa thì tôi hát thử các bạn sẽ nhận thấy cái giọng rất là trung thực. Các bạn thân mến, đây là một cấu hình tôi test để gửi cho một bác khách, và tôi còn rất nhiều cấu hình kiểu kiểu như thế này, kể cả những dòng loa full, kể cả những dòng đẩy crowd bãi đều có cả. Thì các bạn có nhu cầu thì cứ liên hệ với chúng tôi. Và các bạn để ý vào cái chất lượng âm thanh ấy, tôi test rất là khắt khe tinh tế. Bây giờ thì tôi sẽ test thử để các bạn cùng nghe thử. Chung chăn truyền nhau chung điếu thuốc, anh hiểu cho tôi dẫu rằng mình nhà bên, nhưng cũng đôi khi mình mơ mộng một lần. Những đêm nằm thương đã qua, lòng buồn nhiều hơn vui, nên lần đi phép cuối tuần này gặp em. Đã 4 năm rồi hai đứa tôi thương, vì chung nhau chỉ hướng tôi kể anh sầu riêng. Buông bút buông niên rời xa tuổi ngọc ngà, bỏ quên người yêu vào đêm không ánh sao, mà hồn ngờ chiếm bao nên mùa chiếm
chia cách cũng là mùa sầu riêng. Hôm qua nhận được thư người yêu viết cho tôi hỏi rằng anh có nghe ve sầu rưng rưng mùa hạ, anh có nhớ đôi ta sánh bước trong vườn sầu riêng xưa. Anh ơi mùa sầu riêng đã chín, nhớ thương cũng chín mùi, nhưng chiến tình mang người trái chưa trả về. Đêm vắng bóng trong cơn luyến nhớ, em hay mộng hay mơ. Khi yêu nhau rồi hai đứa hai nơi, làm sao không bối rối. Nhưng còn quê hương khói lửa mịt mờ tuôn, nên dẫu tuy xa người yêu tuổi ngọc ngà, trái tim đời tôi thì dâng cho núi sông. Mong lòng là chính nhân, nên mùa chia cách cũng là mùa sầu riêng.